Và Hồng Loan xin gửi đến quý vị một cái tin mà Hồng Loan thấy vui nhất trong ngày hôm nay. Tin nóng bỏng. Nóng hổi luôn nha, phỏng tay nha. Là FDA sẽ chuẩn bị công nhận cái thuốc chữa trị cho COVID-19. Làm vậy rồi mà phải giữ thể diện cho mình. Ok, chứ con già. Bắt luôn. Là trong bộ phim nè. Cái bên chỗ cũ. Hello, xin kính chào quý vị. Hôm nay chào tất cả mọi người ha. Hôm nay là lo nấu ăn, quay nấu ăn buổi sáng cho nên mình quay nó sớm một chút. Bây giờ là 12 giờ trưa của ngày 29 tháng 4 thì Hồng Loan xin phép được thông báo cái tình hình bệnh ngày hôm nay. Ca bệnh là 1.049.431 người bệnh. Số người mất đi là 60.640 và số người được chữa khỏi là 144.411. Người tăng 4.000 mấy người recover, hôm nay tăng cũng được 4.000 người được recover. Được chữa khỏi. Hơn 4.000 người được chữa khỏi. Giờ tình hình giờ thì mình chỉ muốn coi cái số người được chữa khỏi mỗi ngày nó tăng như thế nào. Thì hôm nay 4.000 mấy thôi cũng tạm ổn. Thì bởi vậy bệnh tình nó cũng còn đang rất là cũng chưa có thuyên giảm gì nhiều đâu quý vị, nên cũng phải chú ý. Đã vậy mà cứ biểu tình ở khắp nơi đòi mở cửa. Mà nó làm như vậy làm cho chính phủ cũng bị push dữ lắm. Nhiều khi chưa có nghĩ tới việc mở cửa mà cứ biểu tình thì phải xem xét rồi. Có nhiều nơi cũng đã bắt đầu mở cửa lại rất là nhiều rồi. Thì đó, rồi vậy mà cũng biểu tình đó. Cái vụ biểu tình đó thì cái người có cái tin là một người đứng đầu trong nhóm biểu tình. Họ muốn reopen, có nghĩa là mở cửa lại. Họ muốn mở cửa sớm. Thì vừa qua đó là cô này ở Bắc Carolina thì cô không tham dự được hai cuộc biểu tình sau đó vì cô đã bị dính COVID-19. Rồi, cô là cái người mà sách động đó, sách động mọi người đi biểu tình người. Cái lần đầu tiên thì sau cái lần đó là hôm nay là phát hiện ra COVID-19. Cái lúc đó những người đó còn nói là chúng tôi không có sợ bệnh. Nếu có bệnh thì cũng như là chúng tôi có thể tự lo được cái gì đó. Họ nói rất là nhiều thứ. Rồi bây giờ bệnh rồi đó, không biết giờ làm sao. Thì hiện tại cô đang cách ly tại nhà theo chỉ thị của Sở Y tế Hoa Kỳ. Thì cô không tham gia bất cứ sự kiện biểu tình nào nữa. Sao biểu tình được nữa. Đang nằm ở nhà mà. Mà có người ta nói á, quý vị, cái virus này là giả, thông tin giả, họ chỉ để đánh lừa người ta thôi. Mà cái người cầm cái bảng đây là virus này giả, virus này không có thật. Mà trang bị đầy đủ nha, đeo mặt nạ, áo mà của mà bác sĩ đó, đủ thứ đó. Đã nói giả thì sao trang bị gì anh chí? Có nhiều người sao họ suy nghĩ họ sao không hiểu nữa. Giống như cái vấn đề mà Tổng thống Trump mà lên nói cái vụ mà cái Lysol với lại Clorox gì đó. Thì nghe mà lại có cái suy nghĩ là uống những cái đó vô. Sao mà suy nghĩ vậy được? Ông Tổng thống chỉ nói là mình có cách nào để chúng ta có thể làm chế biến ra những cái loại nó giống như vậy để đưa vào cơ thể để mà chữa bệnh. Ý ổng như là nó hay quá, nó chùi cái là nó tẩy liền. Thì mình có cách nào để mà chế ra những cái như vậy để mà có thể tẩy vô trong người không? Tự nhiên là cái nghĩ vậy rồi đi mua uống hay là không thể tưởng tượng được. Có những người mà suy nghĩ của họ nó quá như là thiển cận. Nói sao nghe vậy, làm y chang vậy. Không có biết nghĩ cái lời nói như thế nào cho nó đúng. Giống như một đứa trẻ vậy đó. Rồi có một cái thông tin nữa là ông Bill Gates á, là cái người mà sáng lập ra Microsoft đó quý vị. Windows Microsoft đó. Thì ông đã có một vào tháng 1, không nhớ chính xác ngày mấy, nhưng mà ông đã có một cuộc hẹn gặp riêng Tổng thống Donald Trump. Nói về có một vấn đề rất là quan trọng muốn gặp. Nhưng mà ông Donald Trump thì ông không có thời gian gặp. Thì mình không có biết có phải là nó trùng hợp vào cái khoảng thời gian mà
virus nó phát tán hay không. Nghĩa là ông muốn hẹn gặp ông Trump, Trump nhưng mà ông Trump không có thời gian để gặp. Vào cái ngày 28 tháng 4 thì ở thủ đô của California đó thì ông thống đốc và rất là nhiều người đã họp với nhau và có cái dự tính là có thể là niên học của năm 2020 và 2021 sẽ nhập học sớm. Ông có thể dự trù vào khoảng tháng 7 hoặc tháng 8. Đó, thì chuyện này là chỉ mới ra cái dự định thôi, nhưng mà mọi người sẽ còn phải họp bàn nhiều để mà tính cái cách nào mà có lợi nhất cho con em của chúng ta. Thì mọi người có nói là năm nay thì nghỉ học như vậy thì đã bị mất bài vở quá nhiều, cho nên muốn bù đắp lại thì Hồng Loan cũng đang chờ đợi xem như thế nào. Nếu mà như vậy là dự tính của mình sau khi hết dịch mà đi đâu nữa là coi như là bỏ phải bỏ hết luôn rồi. Cũng tội nghiệp, nếu mà học sớm thì đúng là bù đắp lại cho con em của mình. Nhưng mà cũng tội nghiệp mấy đứa nhỏ quá, coi như nói là nghỉ hè chứ tụi nó cũng có được đi đâu, có được nghỉ hè gì đâu. Ở bên Mỹ, không biết mấy nước khác làm sao, bên châu Âu hay là bên Úc, bên Canada làm sao, thì giống như là học sinh á, mỗi lần mà hè xong á, vô lớp thì nó có những cái cuộc nói chuyện thì hỏi là ai hè vừa rồi gia đình dẫn con đi đâu chơi, đứng lên nói thông báo cho tôi con đi đây đi đó, con chơi cái gì đó, giống như một cái thông lệ vậy đó. Thì năm nay khỏi cần hỏi, đứa nào cũng nói là ở nhà chống dịch. Chỉ một câu trả lời. Còn đối với California thì mọi người, ông thống đốc và tất cả mọi người cũng họp bàn thì đưa ra cái ý kiến như thế này: việc mở cửa lại doanh nghiệp có thể bị lây COVID-19 cao hơn, như là tiệm cắt tóc, tiệm nail vẫn phải chờ thêm nhiều tháng nữa. Ông thống đốc như sầm ổng đã nói như vậy. Và những nơi thuộc loại có thể lây bệnh cao nhất như trung tâm, ca nhạc, hội nghị, thậm chí còn chờ lâu hơn nữa. Buồn quá. Cũng có những chuyện hơi lo ha, tại vì bây giờ ngành nail mở cửa rồi, nó ngành nail này, nói chứ nó cũng dễ bị lây nhiễm lắm, dù mình có trang bị này nọ, nhưng mà hy vọng là nó sẽ không bị gì, để cho bà con mình trong ngành nail có công ăn việc làm để nuôi sống cho gia đình. Không, thật sự thì nail thì có thể ngồi cách xa được, giống như hôm qua mình có nói đó, ngăn lại cách xa được, không có tiếp xúc gần. Là có ý kiến này nè, hay là mình nói đừng nói chuyện, không nói chuyện thì đâu có ra virus đâu. Thì ví dụ như mình có cái bảng chẳng hạn gì, giống như là kịch câm vậy đó quý vị, cầm lên hello sir, what do you want sir? What color you want sir? Vậy thôi ha. Thì người ta chỉ màu thôi, giống như kịch câm vậy đi. Như vậy thì nó tiện hơn đó. Để mình một lần lượt cái nha. In sẵn cái bảng ha, dơ lên, gật đầu hay lắc đầu vậy thôi. Chỉ vì mà thường á là khách hàng người ta thích cái người giao lưu, là thích được nói chuyện, thích giao lưu này nọ, mà giờ là chỉ là nói chuyện. Thì giờ khách muốn hỏi gì thì bấm vô điện thoại đưa lên, còn không hỏi số phone đi nhắn tin cho nhau. Cầm phone nhắn tin không được, đang làm sao nhắn tin được. Hồng Loan chia sẻ với quý vị một cái thông tin rất là vui, là có một cái đám cưới của cặp đôi bác sĩ đang làm nhiệm vụ ở một cái bệnh viện ở New York á, đã được tổ chức và lễ cưới được diễn ra trong vòng 15 phút. Hai người này yêu nhau và dự định là tổ chức đám cưới, thì bây giờ là phải làm suốt ở trong bệnh viện, cho nên và cộng với cái tình hình dịch Covid này thì không có làm đám cưới được, cho nên họ dự định sẽ dời qua tháng 11. Nhưng mà tất cả mọi người ở trong bệnh viện đó thì mới có cái ý kiến là tại sao mình không tổ chức đám cưới với nhau, với những cái người nhân viên làm việc ở đây nè. Giống như là chia sẻ cái niềm vui để mà hai người đến với nhau đúng cái ngày mà hai người dự định, thì họ đã quyết định là làm đám cưới ở trong bệnh viện. Rất là đáng yêu ha. Cũng có cái chuyện đám cưới thì ông cha ở một nơi, cô dâu ở một nơi, chú rể một nơi, một người cái điện thoại chat nhau thôi. Ông cha thì ông nói con có đồng ý lấy ông này không,
cái cô này nó dạ I do, cái bên kia cũng I do vậy đó, bằng bằng điện thoại thôi. Ủa rồi cô dâu chú rể không ngồi gần, không ngồi gần nhau luôn. Chắc sợ lây bệnh. Sợ lây bệnh. Coi như là làm lễ, tại vì bên đây người ta không quan trọng giấy tờ hôn thú, mà họ quan trọng ông cha đứng làm chứng. Cái đó nó quan trọng hơn là cái giấy tờ nữa. Đó là đối với bên đạo. Bên đạo thôi. Mình thấy cũng vui ha. Đó như là những người mà có dự định đám cưới trong năm nay là không có tổ chức đám cưới được rồi, phải không? Thì Hồng Loan cũng nghĩ nếu mà chúng ta chỉ cần ra mắt những người thân thiết trong gia đình, giống như là mình muốn giữ cái ngày đó, mình ra mắt gia đình, bạn bè thân thuộc, hoặc là mình quay livestream lên cho tất cả mọi người cùng biết, rồi đám cưới thì mình sẽ tổ chức sau đó ha quý vị. À, và Hồng Loan xin gửi đến quý vị một cái tin mà Hồng Loan thấy vui nhất trong ngày hôm nay. Tin nóng bỏng nóng hổi luôn nha, phỏng tay nha, là FDA sẽ chuẩn bị công nhận cái thuốc Remdesivir để mà dùng chữa trị cho COVID-19 trong cái khẩn cấp sử dụng, thưa quý vị. Thì ông Fauci ổng đã cho biết là một cuộc thử nghiệm quốc tế được thực hiện tại viện của ông từ ngày 21 tháng 2 với hàng trăm bệnh nhân vì virus corona. Đây là một loại thuốc có thể chặn đứng virus này. Remdesivir có hiệu ứng tích cực rõ ràng đáng kể trong việc rút ngắn thời gian phục hồi. Đó, đây là tin mừng của chúng ta ngày hôm nay. Quý vị cũng biết là FDA chưa bao giờ công nhận cho bất cứ cái loại thuốc nào để mà chữa trị COVID-19 hết. Và trong thời gian qua thì chỉ tạm sử dụng ba cái loại thuốc như mấy hôm nay Hồng Loan có nói là thuốc sốt rét nè, rồi thuốc Remdesivir này là thuốc trị Ebola nè, rồi một cái thuốc nữa mà ngày hôm qua người ta cũng mới phát hiện ra là cũng khá tốt, đó là cái thuốc mà trị ở chua. Nhưng ngày hôm nay mới vừa đây thôi đã được FDA chuẩn bị approve. Hiện bây giờ thì FDA đang nói chuyện với lại cái công ty Gilead, là cái công ty mà chế biến ra cái thuốc này, thì họ thảo luận với nhau để coi có đầy đủ thuốc để mà cung cấp để chữa bệnh hay là không. Quá vui luôn. Như vậy là tối nay là ngủ ngon, ăn ngon, kể từ hôm nay là ánh sáng đã lóe cuối đường hầm rồi, thưa quý vị. Chúc mừng cho cả thế giới luôn. Hồng Loan chia sẻ với quý vị một cái chuyện này nó vui lắm, nó ngoài luồng, không có dính gì tới COVID-19 nữa đó. Nhưng mà đừng có coi thường chị em phụ nữ tụi tôi nha. Có một cái cô của làm chủ cái tiệm tóc ở bên Nga đó quý vị. Cổ khoảng ba mươi mấy tuổi, khoảng 32 tuổi thôi. Thì khi mà cổ đi làm cổ về á, thì có một cái thằng ăn trộm nó vô nhà, nó định cướp cổ. Cô này cổ có giỏ mà nó đâu biết. Cổ có giỏ là coi như là cổ quật nó lại, là cổ trói nó lại luôn. Bắt đầu á, từ ngày hôm đó cổ cho nó uống thuốc tăng lực. Cho uống thuốc tăng lực một ngày á, cổ hãm hiếp nó 3 lần. Trời ơi. Đừng có coi thường nha, đó vô ăn cướp đi lạng quạng là chết. Mà chuyện thiệt hả? Chuyện có thiệt, ở bên Nga. Ủa anh tưởng nãy giờ em nói chuyện giỡn. 3 ngày liên tiếp luôn. Cứ bà cứ cho uống thuốc tăng lực rồi, bà hãm hiếp nó, uống thuốc tăng lực hãm hiếp nó 3 ngày liên tiếp. Thì á, sau đó là bà thả nó ra, nó đi tới police nó kiện. Giống như chuyện hài á. Giống như chuyện hài á. Mà bây giờ là hai người đang bị cảnh sát điều tra đó, thưa quý vị. Không biết lỗi tại ai ha. Cướp thì lỗi vô đột nhập nhà bất hợp pháp. Cô này lỗi là bị bắt trói lại chích thuốc cho mình. Không biết sao. Ủa mà nữ mà ấy nam vậy thì nó cũng tội như nhau em ơi. Trong liên tiếp 3 ngày tên trộm bị giam giữ không được ăn uống gì ngoại thuốc, không được ăn uống gì ngoại trừ Viagra và bị cưỡng bức nhiều lần. Ngay sau khi được thả, Jasinski đi thẳng tới đồn cảnh sát để trình báo về việc mình bị lạm dụng. Cả hai bị cảnh sát bắt giữ sau đó. Hết biết cái đừng coi thường chị em phụ nữ chúng tôi nhé. Cái
chị em này không biết chị em gì giang hồ quá. Vậy cho biết sợ ha. À, thôi bây giờ xin phép một chút xíu thời gian của quý vị cho Lộc bà Loan xin gửi lời cảm ơn đến quý vị đã yêu thương gia đình của Loan Lộc. À, nhiều người hỏi quá chừng nào đưa bài hát của bé Gia Linh lên kìa. Lộc nghĩ chắc đầu tháng 5 nha quý vị. Tại vì tháng 5 là cái tháng ngày lễ Hiền Mẫu là Mother's Day đó. Thì nó hợp hơn. Thì Lộc sẽ đưa cái bài của Gia Linh hát với mẹ Loan trước nha. Cái bài nó hơi buồn nhưng mà mình nghe buồn trước đi rồi mình vui sao. Thì cũng nhiều người request cái bài buồn trước. Vậy là hứa là ngày 1 tháng 5 đúng không? 1 tháng 5 okay. Nha quý vị. Nhớ đón xem nha. Bà Lan sẽ nhắc Lộc ha, 1 tháng 5 ha. Và bây giờ thì Lan xin gửi lời cảm ơn tới Mỹ Loan Nguyễn. Chị Mỹ Loan Nguyễn là chị ở bên Pháp. Chị thường xem video của tụi em và thích lắm. Kính lời thăm đến chú Bảo Quốc, bà Thím và bé Gia Linh. Gia đình của em cũng rất là cảm ơn chị và xin chúc cả gia đình chị lúc nào cũng vui vẻ, mạnh khỏe ha chị ha. Rồi một người nữa là fan cứng nha quý vị, Thành Đạt Game, lúc nào cũng lên là tặng hoa, tặng tim, tặng number one, tay, rồi mặt cười, mặt trái tim. Cảm ơn Thành Game rất là nhiều, Thành Đạt Game. Và Tina Nguyễn thì cũng khen hai vợ chồng dễ thương, chúc gia đình Loan mãi hạnh phúc, thì cũng chúc Tina và gia đình vui vẻ hạnh phúc nha. Cô Nhung Đặng thì nói là sao miệng Lộc mớm quá vậy? Bây giờ cô nói là cái miệng mớm dễ thương mớm gì? Hô có duyên mớm dễ thương, cái gì cũng vậy, đó. Cái gì cũng đẹp hết á. À có chị Châu Nguyễn nè, thì chị nói là ở San Jose chị có quen một gia đình có cô con gái làm y tá, ba mẹ ở nhà đã 60 tuổi không bao giờ dám ra đường, nhưng mà cô y tá đó cổ đi làm, cổ bị bệnh về lại lây cho cha mẹ của mình. Và mẹ của cô ấy đã mất cách đây vài ngày. Buồn xót xa ha. Xin chia buồn đến gia đình của cô ha. Cô có hỏi là thuốc xin si mua ở đâu á, thì Hồng Loan có nói là bữa Hồng Loan thấy trong Target có, còn không thì chúng ta có thể lên mạng chúng ta search ở mua online đó, có nhiều cái hiệu thuốc ở trên online đó, họ có bán. Nhưng mà quý vị muốn mua mà chắc ăn á thì đừng mua những cái website mà không có uy tín, mình không có mình sợ, thì cứ mua nhiều uy tín nhất là chỉ là Amazon hiện tại giờ thôi. Amazon nếu mà mình mua mà không đúng, mình có thể mình đem ra bất cứ cái chỗ nào để mình trả lại được. Quý vị nhớ mua cái zinc si là trong đó nó phải có cái chất magnesium và chất calcium, hai thứ đó nha quý vị. Chứ không phải zinc si mà nó không có cái magnesium với lại calcium chung là không có đúng. Quý vị cứ search online, search Amazon. Nếu mà có tiền thì ra Target mua là Target có. Rồi chị Ngọc Thủy Trang Nguyễn. Chị Nguyễn Ngọc Thủy Trang. Em cũng cảm ơn chị. Chị khen là vợ chồng dễ thương và chị luôn ngưỡng mộ. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị rất là nhiều. Giống như là bạn Như Ý Nguyễn cũng vậy, bạn cũng khen vợ chồng dễ thương, nói là Lộc yêu chiều bà xã Hồng Loan nên lúc nào nhìn Hồng Loan cũng xinh đẹp hết. Sao mà biết hay vậy? Người ta đẹp là nhờ cha sinh mẹ đẻ ra, người ta đẹp sẵn chứ bộ. Người ta nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đúng không quý vị? Đèn sáng quá từng kia cũng sáng luôn. Như nó đẹp lây á. Lây. Chú Frank Hook. Thì cái này có lẽ là cô vợ của chú. Tại vì Hồng Loan và Lộc xin chúc cô chú ha, luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc và luôn thật nhiều sức khỏe. Crystal Trần cũng rất là yêu thương Loan với Lộc. Hãy gọi tên chị nha. Hello chị Crystal. Crystal Trần. Cindy Nguyễn nè. Rồi có Lê Ngọc Nga. Thì ngày càng yêu Loan và Lộc, chúc hai bạn cùng cô chú và Gia Linh thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn nhiều lắm và cũng chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe, hai gia đình lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc. Có bạn Cường Huỳnh Cường
lúc nào cũng coi clip hai bạn xong rồi rất là vui và thoải mái. Cảm ơn hai bạn nhiều, chúc gia đình hạnh phúc mà mạnh khỏe. Quyên Bùi thì cảm ơn Loan với Lộc đã chia sẻ những cái thông tin cho mọi người cùng biết. Thì Loan với Lộc biết được cái gì thì cũng muốn chia sẻ với mọi người. Mong cho tất cả chúng ta lúc nào cũng nhiều sức khỏe hết. Rồi bạn Tân Châu, Tân Châu thì khen gia đình vui vẻ, hạnh phúc quá. Thật sự nghiện gia đình hai bạn. Vậy là em là si ke rồi. Hoặc là em thuốc lá hay em gì rồi. Heroin. Heroin. Vô này ghê. Rồi cô Thanh Phan, cô nói là cảm ơn hai con, cô vui lắm. Cô có xem nhiều cái clip và rất là thích, và cô có gợi ý là có thể nào làm những cái clip giống như là chuyện trong nhà ngoài phố. Hồng Loan cũng đã nghĩ tới vấn đề đó là hồi năm ngoái thì dự định là sau Tết nè sẽ tiến hành làm. Mà giờ tự nhiên tình hình dịch bệnh thì ghê quá. Nhưng mà với lại mình làm cái đó thì mình phải bỏ công sức nhiều và phải có nhiều người cùng hỗ trợ đó. Mà không biết quý vị khán giả có ủng hộ nhiều không. Dụ nữa. Nếu mà quý vị ủng hộ thì Lộc với lại Loan sẽ cố gắng làm. Hay là mình phát cái gia bảo như là ông nội Bảo Quốc á, mấy cái hài đấy đi. Có thì chắc quý vị cũng biết gia bảo phải không? Gia bảo ở bên Việt Nam đó là gia bảo là cháu của Loan, con của người anh hai. Thì nhân dịp lúc mà năm ngoái lúc mà gia bảo qua đây đi diễn đó thì có quay vài cái clip ngắn ngắn vui vui của hai ông cháu, thì có dịp Loan với Lộc sẽ đưa lên bỏ trường coi. Nó cũng những chập khoảng chừng 5-10 phút nhưng mà nó cũng có thể gây được tiếng cười nho nhỏ để giúp quý vị thoải mái trong cái mùa dịch corona này. Và Loan Lộc cũng xin cảm ơn chị Tuyết Loan Nguyễn đã yêu thích hai đứa tụi em. Lý Chiến, cảm ơn Lý Chiến nha. Lý Chiến lúc nào cũng bênh vực anh Lộc nha. Hôm bữa nói là Hồng Loan không ai khen Bảo Lộc hết. Lý Chiến nói, có em có khen Lộc mà tại vì anh không coi tới phần của em thôi. Xin lỗi nha, tại vì Loan với Lộc có coi hết đó. Nhưng mà khi mà đọc như vậy nè, nhiều khi mình bấm qua mình sơ sót. Như là tất cả mọi cái comment, mọi người là Loan với Lộc đều coi hết. Rồi Tina Nguyễn nữa. Rồi Kim Nguyên thì rất là yêu bé Gia Linh. Rồi Gina Trương, Kim Quy Nguyễn, là cô tụi con cũng rất là cảm ơn cô đã theo dõi kênh của tụi con. Và cô là một cái người hàng xóm đã lâu rồi ở cái con đường Cao Bá Nhạ quận 1 đó. Xin chúc cô cùng gia đình luôn thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ nha cô nha. Này Nghĩa Nguyễn, hai vợ chồng dễ mến quá. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn chú. Rồi có một mà bạn nữa là bạn Kim Đỗ. Chào hai ông bà. Ngày nào mình cũng coi video hai ông bà trai tài gái sắc, nhưng mà mình thích bé Gia Linh. Này khen. Cái này là vô tiếng mục hài được quý vị. Khen hai ông bà hai nhưng ông mà bà thích bé Gia Linh là sao? Nói giỡn chứ Kim Đỗ thì cũng rất là yêu thương gia đình Ngọc Lộc Loan và đặc biệt là bé Gia Linh. Loan và Lộc cũng rất là xin cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn luôn những người mà Loan với Lộc đã thiếu sót không đặt tên ở đây. Có đọc tên hoặc là không đọc tên gì Loan Lộc cũng cảm ơn hết nha. Nhiều khi mình thiếu sót mình nói không hết thì quý vị bỏ qua đừng có buồn. Ngày mai Lộc sẽ đọc nha. Tại vì là thời gian nó không cho phép. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người và bây giờ mình chuẩn bị đi thưởng thức cái món ăn tôm kha. Trước khi ăn, Lộc cho quý vị xem một cái đoạn video này rất là hay. Cái anh chàng này ảnh hướng dẫn cho cái cô này làm một cái khẩu trang mà không cần bất cứ cái gì hết, chỉ cần mái tóc dài thôi. Thấy không đó, ảnh xả tóc cô này, ảnh đưa còn như thun như cô này cột đó, ảnh kêu cột đó, thấy chưa. Rồi cuối cùng thành một cái mask, một cái mặt nạ không cần bất cứ vật liệu gì hết, chỉ cần bằng mái tóc dài của mình mà thôi. Mái tóc này được ha. Để vậy khỏi tốn tiền mua khẩu trang. Khỏi tốn tiền mua khẩu trang ha. Nói về cột tóc thì đưa cho quý vị xem cái clip bé Gia Linh nha. Cột tóc
chỉ trong vòng một giây. Một giây thôi. Bây giờ con để ý, con làm để cho người thấy. Just một giây, just one second là lên. How can you do that? Lên. Ngoài kia kìa lên. Rồi xuống làm cho ngoại đi. Rồi khen quá, tôi khoái chí quá, đi khoe hết tất cả nhà luôn. Okay, chia sẻ với quý vị một vài hình ảnh vui ha, trước khi mình tạm biệt. Bây giờ thì xin gửi lời tạm biệt đến tất cả mọi người và chúc mọi người luôn thật nhiều sức khỏe. Nhiều sức khỏe, nhiều sức khỏe, sức khỏe. Nhớ bấm nút subscribe, bấm nút đăng ký, bấm nút share nha quý vị. Tạm biệt quý vị. Để Lộc post cái video mà của Gia Bảo với ông nội bà Quốc nha. Đó. Nhớ comment cho Lộc biết. Câu quá. Phải câu chứ. Ok. Nhiều chuyện.